vẫn mong rung động những ngày thầm lòng Bạc Liêu ta. Biểu thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao và kế hoạch tổ chức sáng kiến chuyển đổi chuỗi cung ứng tôm theo hướng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững tại tỉnh Bạc Liêu năm 2020 đã được tổ chức chương trình Liên hợp quốc gọi tắt là UNTP và Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững hỗ trợ. Hôm nay, ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại hội trường khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Trung tâm khuyến nông phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của 7 huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội thi sáng kiến chuyển đổi chuỗi cung ứng tôm theo hướng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững tại tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Với sự tham dự của các cơ quan ban ngành đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Thưa quý vị, hội thi là dịp để giúp nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có cơ hội để trao đổi, học tập, nâng cao kiến thức kỹ thuật sản xuất nông nghiệp bền vững và chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng áp dụng tiến bộ khoa học và thực tiễn nhằm giúp nông dân nâng cao năng suất, đề xuất những sáng kiến, chương trình, kịch bản và chuẩn bị tất cả các điều kiện để tổ chức hội thi thành công. Kính thưa quý vị, và sau đây được sự phân công, tôi xin phép được trích thông qua quyết định thành lập ban tổ chức hội thi như sau. Ban tổ chức hội thi gồm có các ông bà có tên sau đây: một, ông Quỳnh Quốc Khởi, giám đốc Trung tâm khuyến nông, trưởng ban tổ chức; hai, ông Lê Hữu Ân, phó giám đốc Trung tâm khuyến nông, phó ban tổ chức; ba, ông Tô Thanh Hải, trưởng phòng nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi; bốn. Kính thưa quý vị đại biểu, Bạc Liêu là tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa vùng sinh thái mặn, vừa ngọt của bán đảo Cà Mau, đã tạo cho Bạc Liêu một sinh thái nông nghiệp hết sức đa dạng, bao gồm sinh thái mặn. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Thơ, đến từ Tôm Chặt thị xã Giá Rai. Kính thưa ban giám khảo, ban giám khảo, tôi tên là Lê Thanh Vân, đến từ đơn vị thị xã Giá Rai. Xin mời đội Nguyễn Phước Long có dấu hiệu gì nhà của mình. Tôi tên Lê Thị Thắng, ở thôn Cát Phước Hậu, Nguyễn Phước Long. Tôi tên Nguyễn Hồng Cầm, ở hợp tác xã diện của đơn vị thị xã Giá Rai sẽ đại diện cho các đội thi bắt thăm một bộ đề. Xin mời. Bộ đề số 1. Vậy chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên. Bộ đề số 1 với bộ câu hỏi, 5 câu hỏi. Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: cần phải làm gì để giảm thiểu phát tán khí CO2? A. Tiết kiệm điện. B. Giảm tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông. C. Cả hai đều đúng. Các đội lưu ý, thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Thank you.
cộng 10 giây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian, xin mời các đội giơ đáp án lựa chọn. Kính thưa quý vị, ở câu hỏi đầu tiên này thì chúng ta đã thấy có một sự khác nhau nhẹ nhẹ giữa ba đội. Đội thị xã Giá Rai và đội huyện Hồng Dân chọn đáp án C, trong khi đó đội huyện Phước Long chọn đáp án là B. Thì không biết trong hai đáp án này, đáp án nào là chính xác? Sau đây sẽ là đáp án của câu hỏi. Xin mời. C, xin chúc mừng cho huyện Hồng Dân tín hiệu của đội thành phố Bạc Liêu. Xin mời. Kính thưa các đại biểu, chúng tôi biểu, tôi tên là Sơn Ngọc Sương, là hội viên nông dân xã Vĩnh Trạch, tôi đến từ đội thi của đội thành phố Bạc Liêu. Kính thưa ban tổ chức và đại biểu, tôi là tên Lâm Thiều Sơn, tôi đến từ đội nông dân xã Vĩnh Trạch, đội thành phố Bạc Liêu. Thưa ban tổ chức cùng ban giám khảo, tôi tên Nguyễn Tuấn An, nghe Vĩnh Châu, Bạc Liêu. Cảm ơn các phần giới thiệu của đội thành phố Bạc Liêu. Và tiếp theo đây là xin mời phần giới thiệu của đội thi huyện Hòa Bình. Là đầu tiên thay mặt cái đội Hòa Bình xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, các đội dự thi và các vận động viên đến dự hội thi hôm nay lời chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và đại diện cái đơn vị Hòa Bình chúng tôi hôm nay là tôi xin giới thiệu, tôi là thi thứ nhất tên là Thị Hiền, đến từ hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30 tháng 4 xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, kính thưa ban giám khảo, ban tổ chức, tôi Thái Sư Cơ là xã viên hợp tác xã nuôi trồng dịch vụ 34 và là thành viên của đội Hòa Bình. Xin cảm ơn phần tự giới thiệu của đội và chúng ta sẽ kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo, thì đến với hội thi hôm nay đội Đông Hải xin giới thiệu thân phận như sau. Tôi là ông Cái Man Eo, đội trưởng, và Trần Ngọc Nhớ là thành viên, ông Nguyễn Hoài Phương là thành viên. Thì đến với hội thi hôm nay thì đội Đông Hải chúng tôi xin tinh thần giao lưu học hỏi, thì rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của các quý vị. Thì cuối lời xin chúc ban tổ chức, ban giám khảo lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Cảm ơn phần giới thiệu của huyện Đông Hải, và cuối cùng sẽ là phần giới thiệu của huyện Vĩnh Lợi. Kính thưa toàn thể hội thi, lần đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với hội thi hôm nay, đơn vị huyện Vĩnh Lợi gồm có ba người: một, tôi Sơn Thị Hồng Sen, đội trưởng; hai, anh Trần Văn Hoàng, đội phó; và chú Lâm Văn Hoàng, thành viên. Đến với hội thi hôm nay thì đội của tôi với tinh thần là học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt với. Và bây giờ xin mời các đội chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với nội dung của bộ câu hỏi số 1. Các đội đã sẵn sàng chưa ạ? Vỗ tay cổ vũ cho các đội một lần nữa nào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu hỏi số 1. Có nội dung như sau. Bạn có thể làm gì để góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu? A. Tái tạo năng lượng tại nhà. B. Tiết kiệm năng lượng trên đường đi. C. Giảm rác thải nhà bếp. D. Tất cả ý trên đều đúng. Thời gian suy nghĩ 30 giây dành cho các đội bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian, xin mời các đội giơ đáp án. Kính thưa quý vị, tại bảng B trong câu hỏi đầu tiên này thì tất cả bốn đội đều chọn một đáp án chung, đó chính là đáp án D. Và không biết là đáp án này có phải là đáp án chính xác hay không. Giờ sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của câu hỏi số 1. Xin mời. D, xin chúc mừng các đội. Là chị là người đoán từ đúng không ạ? Anh là người gợi ý đúng không ạ? Dạ. Trong bộ đề của mình thì sẽ là bộ đề số 2. Với các nội dung, các từ khóa liên quan về chăm sóc tôm nuôi trong giai đoạn ươm. Đó là một gợi ý cho đơn vị mình trong phần thi thứ hai này. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa đầu tiên trong phần thi thứ hai thưa quý vị. Đã sẵn sàng chưa? Và 5 phút dành cho đội thị xã Giá Rai bắt đầu. Nhắc bên kia thì nào bắt đầu mới đúng giờ. Biến đổi khí hậu. Đo pH, đo độ kèm.
Kiểm tra môi trường. Chính xác tuyệt đối luôn ạ. Kiểm tra tôm, chăm sóc tôm, tôm quảng canh cải tiến, xíu thông canh. Chúng ta đã trải qua một phút, nếu khó chúng ta bỏ qua. Tôm bị bệnh. Bỏ qua từ khóa này nha các bạn, tôi sẽ quay lại. Chúng ta bỏ qua ạ. Cho tôm ăn. Chính xác tuyệt đối luôn ạ. Cái đồng đội của đơn vị thứ 3 trong bảng A đó chính là đội thi Nguyễn Phước Long. Xin mời đội sẽ cử hai thành viên. Và chị sẽ là người đoán, còn anh là người gợi ý đúng không ạ? À, chúng ta đứng xếp ở đây một chút xíu ạ. À, chị ơi, chị đứng xếp ở đội Phước Long sẽ tham gia phần thi thứ hai này. Và chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa đầu tiên. Giám đốc xin được gợi ý, đây là bộ đề số 3 với nội dung về chuẩn bị để xạ lúa. Chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa đầu tiên, xin mời anh. Bơm nước. Bơm nước. Bơm nước à, chính xác tuyệt đối ạ. Tạt voi. Tạt voi à. Bón voi. Bón voi à. Dạ, chính xác thưa quý vị. Tôi là Đỗ Hòa Bình, thay mặt đội trình bày cái mô hình nuôi siêu cá khép kín. Cái mô hình của tôi vì sao có tên này và vì sao sinh ra và sinh ra để làm gì. Vậy thì tôi sẽ đi sâu vào cái vấn đề của tình trạng. Nhất là như chúng ta lưu ý, dân số chúng ta càng tăng lên. Vậy cái bài toán khai thác hiệu quả kinh tế mà diện tích càng hạn chế đến đầu người mà vẫn không giảm được lượng. Vậy vấn đề là giải quyết như thế nào? Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề bảo đảm môi trường của chúng ta càng nghiêm trọng. Cái vấn đề ai cũng phải làm công kênh, từ tổ chức cá nhân tất cả mọi thứ. Vậy thì các môi trường nuôi của chúng ta sẽ càng bị nguy hại. Cái vấn đề thứ ba là vấn nạn mà cái tình hình đổi hậu càng nghiêm trọng. Ông trời thích nắng thì nắng, thích mưa thì mưa. Đấy, tình trạng sâu mặn, lúc thì nó quá hạn, lúc thì quá nhạt, lúc thì mưa tràn trề. Vậy có cái mô hình kinh tế nào để là phù hợp với cái vấn đề là tình hình đổi hậu càng phức tạp không ạ? Cái vấn đề thứ tư, như chúng ta biết cái vấn đề là hội nhập quốc tế càng phải đi lên. Vậy cái chất lượng sản phẩm chúng ta càng phải nâng cao chất lượng. Vậy có cái mô hình kinh tế nào hoặc làm như thế nào để phù hợp với vấn đề là cái vấn đề là hội nhập quốc tế được thuận lợi không ạ? Để giải thích những điều đó. Vì thế cái mô hình của chúng tôi được sinh ra, và nếu mô hình của chúng tôi có tên là siêu thâm canh khép kín, vậy quý vị tạm thời là những cái mô hình canh thì quý vị ở đây chắc nghe đã nhiều rồi. Vậy thì tạm thời quên đi những cái mô hình canh của CB hoặc là đã từng làm. Cái mô hình tôi có vài cái điểm khác biệt và tôi xin đi sau với mô hình của chúng tôi như sau. Cái mô hình của tôi được lấy nước từ sông được đi theo, được dẫn qua cái đường dẫn nước. Cái hệ thống nước của chúng tôi đi qua lắm. Nó cái những cái này cũng thành phần các bạn cũng giống như những mô hình sinh vật khác thôi, nhưng có một điều khác biệt của cái mô hình của tôi khác những mô hình khác như thế này. Đây là cái hệ thống xử lý nước của chúng tôi. Cái hệ thống xử lý nước của tôi, chúng tôi là chiếm diện tích chưa khoảng 10 m², chi phí đầu tư phù hợp, nhưng cái lượng nước nó lọc ra đã có chất lượng, nó nằm trong khoảng 1.000 m³, có nhà yêu có thể chiếm được hơn khoảng 1.500 mà nó có thể cải tiến hơn nữa. Đặc trưng của cái hệ thống xử lý nước chúng tôi chiếm diện tích cực kỳ nhỏ, phải có 3 cái loại trước mắt. Thứ nhất, cái vấn đề nếu mà chi phí đầu tư để lọc ra cái nước cùng một số khối ngày như vậy thì phải tốn chi phí về diện tích rất là nhiều. Nhưng cái mô hình cái hệ thống chúng tôi rất ít diện tích. Cái thứ hai, nó được cái loại dụng như thế này, chẳng phí như thế này. Cái vấn đề xử lý bằng hóa chất mà để đạt cái chất lượng như thế này, nó rất là ít.
Vì vậy, các vấn đề như này để giúp chúng tôi giảm chi phí vấn đề xử lý, mà thêm một cái nữa là giảm tác hại yếu tố cái môi trường sinh thái, kể cả bên trong khu nuôi và kể cả bên ngoài khu nuôi. Sau đấy, qua quá trình lọc hệ thống đưa vào cái hệ thống sẵn sàng, sẵn sàng đưa vào hệ thống nuôi của chúng tôi. Hệ thống nuôi xin có một vài cái câu hỏi cho nhóm. Cái thứ nhất là như nhóm chia sẻ là cái hệ thống lọc của nhóm ở đây là 10 m² và có thể xử lý được cái lượng nước rất là lớn. Thì tôi gọi là nhất mà vậy thì nó dùng cái công nghệ gì? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là nhóm có sáng chế ra cái cải tiến mới là về hệ thống ao nắm nước và có thể nắm được bùn để đêm. Vậy thì cái bùn đấy thì nhóm chia sẻ là dùng để san lấp mặt bằng. Vậy thì cái giải pháp này nó đã thực sự đảm bảo về cái vấn đề về môi trường hay chưa? Đấy là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba thì nhóm có chia sẻ là cái phần mái che có thể áp dụng là để làm các cái năng lượng tái tạo, ví dụ năng lượng mặt trời. Vậy thì ở cái giai đoạn hiện tại thì có cái giải pháp gì về mặt tài chính để có thể nhiều người áp dụng cái mô hình này mà có thể đầu tư được? Đấy thì có ba câu hỏi cho nhóm như vậy. Cái việc học thì cái việc học này thì cũng rất là đơn giản thôi. Trước này nó chỉ có dùng có ống nhựa và đá than, cát và than hoạt tính. Nó chỉ có ba cái này thôi mà để làm đây là cái nào. Thì quá trình này nó thì nó có tất cả là nó có sáu nước. Thứ nhất là ống lọc là nằm ở dưới đáy. Thứ hai là có một lớp tuần tan. Thứ ba là có tấm lưới, lưới này ngăn là lưới inox mà hàng đất mịn là ngăn, tức là không để cho cát nó xuống. Thứ hai tiếp nữa là đá than, tiếp nữa là của nước cát. Nước cát này là cát mà dùng cho mà cát thô á, cát cho đồ đồ bê tông á, cát thô. Và tiếp nữa là một nước cát trắng. À, nước cát trắng xong là tiếp tới là một nước than hoạt tính. À, tiếp tới là than hoạt tính thì là một nước cát trắng nữa, và sau đó là một nước đá mangan, sau đó là một nước cát. Và trên đó là một cái ống nước nhà dẫn vào. Đến nào thì mình treo lên ở giữa khoảng không của cái điểm đó để cho không bị sói cát đó. Nhưng cái đặc biệt của cái để chúng tôi là tự rửa được, tức là tự rửa nó, tức là nó rửa ơn nó, tức là quá trình anh bơm trong một ngày lên bơm nước vào, xong đó buổi chiều lúc mình ngưng nặng mình khóa hết các van lên lại và cũng bơm tiếp đường đó, và nó sẽ rửa ngược ra, rửa ra sạch hết tất cả các loại tảo tiết thì nó nạp tới để tăng như nước suối, bảo đảm nếu mà nước suối và trên thị trường đưa vào đậu với nó là được đó. Như vậy là đội thi đầu tiên đội huyện Phước Long đã chuẩn bị xong đúng không ạ? Và sau đây sẽ là 10 phút dành cho phần trình bày ý tưởng của đội Phước Long. 10 phút trình bày ý tưởng bắt đầu. Kính thưa ban tổ chức hội thi, kính thưa ban giám khảo và thưa toàn thể hội thi, tôi tên là Lê Việt Thắng ở huyện Phước Long. Hôm nay tôi đến với hội thi đại diện cho hai tổ hợp tác kinh tế, nhất là hợp tác xã Quyết Tâm và tổ hợp tác Phước Hậu. Thì tôi xin trình bày với các sáng kiến cải tiến mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì trước khi vô cái mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến của huyện Phước Long, tôi xin trình bày sơ lược qua cái mô hình trước đây của huyện Phước Long đã thực hiện từ khi có cái mô hình là nuôi tôm cho đến ngày hôm nay. Thì cái mô hình nuôi tôm của huyện Phước Long đó là cái mô hình nuôi tôm bền vững. Và khi chúng tôi công trình ao nuôi đúng không, và cái mùa mưa thì chưa thấy cái nhóm của mình sử dụng cái đường nước đó, cái phần thủy sản đó để sử dụng để nuôi con gì hay là bỏ không, thì đó thứ nhất. Thứ hai là quá trình mình sẽ nhiều cái ao, nhiều cái mình xây dựng lại thì nó có khó khăn về chi phí bao nhiêu tiền trên hectare. Thêm thứ ba là đối với cái tình huống vậy thì mình xé nhỏ cái mặt ruộng ra vậy thì có khả năng thi cho viện mình vận hành cái hệ cây nông nghiệp là lúa, đặc biệt là quá trình mình cắt lúa máy cắt nào mà, thấy không, máy gặt nào mà, thì cái đó mình ba câu hỏi mà. Trước thì tôi xin trả lời câu hỏi số 2 đi. Thì nãy câu hỏi số 1 rồi cũng báo cái câu, thì tôi về cũng nông dân, cũng hơi lớn tuổi rồi, thì khi tôi cũng tiếp thu rồi phải có ghi lại mới trả lời mình tự. Thì cái câu hỏi á là cái đất mà xé nhỏ ra nó hao vậy thì có tính tới hay không?
Thì ở đây là chúng tôi là phải thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, bắt buộc rằng chúng tôi sẽ có một cái mô hình khác hơn là chấp nhận mất đất để nó thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nhưng nó chỉ mất ở trên cái lúa hơn, còn con tôm nó vẫn tốt, bởi vì là cái mương nó lớn nó sâu thì nó không ảnh hưởng tới con tôm. Nhưng cái lúa ở đây thì nó đồng ý nó mất một chút, nhưng mất ở đây là thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu của cái... Trên sân khấu là ông Huỳnh Quốc Khởi, trưởng ban tổ chức hội thi ngày hôm nay đang trao những cờ lưu niệm cho đại diện của 7 đội dự thi, thay cho lời chúc của ban tổ chức, chúc cho các đội sẽ luôn tự tin và hoàn thành tốt các phần thi của mình. Và xin đề nghị tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 7 đội.